những số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona đến 22 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Số người mắc bệnh trên thế giới 4.580 người. Việt Nam, số trường hợp tử vong 0, số trường hợp mắc 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với virus corona đã điều trị khỏi 1 trường hợp. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng có dịch 64, trong đó 25 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với virus corona, 39 trường hợp tiếp tục được cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây ra cộng đồng. Ngoài ra có 56 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus corona. Trung Quốc, số trường hợp mắc bệnh 4.515 người ở 30 tỉnh thành của Trung Quốc, số người chết 107 người, 18 quốc gia vùng lãnh thổ có người bị nhiễm virus corona mới. Thưa quý vị và các bạn, đó là những số liệu cập nhật từ cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Số liệu được cập nhật liên tục để chúng ta có thông tin chính xác về tình hình dịch cúm corona đang xảy ra. Người dân có thể cập nhật thông tin về virus corona trên cổng thông tin của www.moh.gov.vn. Theo đó, có thể thấy cách làm này của Bộ Y tế giúp người dân cập nhật thông tin về virus corona một cách chính xác, loại bỏ đi những thông tin sai lệch trên các trang báo không chính thống gây hoang mang dư luận. Bộ Y tế cũng công bố 3 số điện thoại đường dây nóng gồm 1900-3228, 0989-671-115, 0963-851-919 để tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và tư vấn cách phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế yêu cầu 11 tỉnh phối hợp ngành y tế điều tra xử lý ổ dịch trong trường hợp phát hiện ca mắc hoặc nghi ngờ viêm phổi do virus corona. Các tỉnh gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Kiên Giang. 11 tỉnh thành này phải giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của khách du lịch, người lao động đến từ các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế khám điều trị và báo cáo đến cơ quan y tế. Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc tạm dừng đưa đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.